khi hai đứa bằng tuổi giận nhau. Ê, lấy giùm anh. Còn gì đó mà cũng lấy được. Không cần mang giày cao gót, không cần. Coi ba cái gì không chờ. Anh mua sáng anh ăn. Anh mua gì vậy? Đi làm. Em coi sáng giờ rồi, em kỳ quá à. Anh mới kỳ á. Em á. Mình à, dù có giận nhau thì cũng không được ngủ riêng. Rồi, ngủ chung. Đúng rồi. Sẽ là một giường mà chị.